tiếp tục hành trình cứu trợ lần thứ hai đến bà con ảnh hưởng bởi bão số 3 của Hội Từ Thiện Chùa Tường Nguyên, đã trở về huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, trao 773 phần quà là vật dụng thiết yếu và tiền mặt, tổng giá trị 2 tỷ đồng. Sau khi chuyến từ thiện lần đầu vào ngày 16 đến 19 tháng 9 năm 2024, nhận thấy sự khó khăn về các vật dụng thiết yếu khi bão lũ đã cuốn trôi theo dòng nước. Vì lẽ đó, Thượng tọa Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Từ thiện Ban Từ thiện Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cùng tăng ni Phật tử Mạnh Thường Quân, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên, quận 4 đã trở về huyện Bắc Hà để tiếp tục trao 773 phần quà tại hai xã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ sạt lở bão số 3. Từ sáng sớm, đoàn đã trở về xã Nậm Khánh, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Do tuyến đường nhiều nơi sạt lở nên việc đi lại tiếp xúc xã vô cùng khó khăn. Sau 1 giờ đồng hồ, đoàn phải trải qua nhiều cung đường sình bùng, có những đoạn sạt lở vừa khắc phục một phần để trở về Ủy ban nhân dân xã Nậm Khánh. Nơi đây có đồng bào anh em người Dao, La Chí, Nùng, Kinh sinh sống. Một cái cảm xúc của đoàn hôm nay đến đây hơn mấy cây số để vào đến cái xã Nậm Khánh thì đường cực kỳ khó khăn vì lở núi từ bên ngoài và cho đến cái nơi mà chúng ta đang phát quà. Và sau khi đến nơi để được tiếp xúc với bà con á, thì sau khi tìm hiểu thì bà con nói á, có một số là điện không đủ mạnh để nấu cái nồi cơm điện, thì tất cả các Phật tử trong đoàn lại là phát tâm là sẽ tặng thêm cho một người là 1 triệu đồng để vô điện và trả tiền điện. Dạ. Cho nên một cái sự chân thật của người dân ở nơi đây thì chúng tôi rất là xúc động và để trao những cái phần quà ý nghĩa này đến với bà con. Dạ. Thì vì ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi, vùng hẻo lánh như thế này, nhưng mà được cái là có điện mà không có tiền để vô điện cũng như là trả tiền điện thì bà con vẫn cần có tiền. Dạ. Thì giờ đoàn của chúng ta là có tiền mặt và cũng như là có những phần quà đến với bà con. Nên là rất xúc động khi mình được đến đây tận tay trao những cái phần quà ý nghĩa này nữa cho bạn. Với xã Đậm Khánh vừa rồi cũng phải nói là cũng ảnh hưởng rất là nặng nề cả về nhà cửa và tài sản hoa màu cây cối của bà con nhân dân rất là nặng. Đặc biệt là ảnh hưởng đến 66 hộ dân, ảnh hưởng đến nhà cửa tài sản. Còn ngoài ra hầu hết tất cả các hộ trên địa bàn đều bị ảnh hưởng chung. Và cũng phải nói là rất là nặng nề, sạt lở rất khủng khiếp, có những nhà sập hoàn toàn. Ở đây cụ thể sập hoàn toàn có 3 hộ, còn 50 hộ thì là bị ảnh hưởng nặng. Đấy, rất là nặng. Thì vừa rồi cũng được bà con cũng cơ bản là khắc phục các cái tuyến đường giao thông, thì thông cơ bản là do xe máy đi được thôi, còn ô tô là hiện nay cũng chưa đi được. Và mấy hôm đầu thì địa bàn xã bị cô lập hơn 1 tuần, không có điện, không có đường đi, không có sóng điện thoại và cũng không có gạo ăn luôn. Đấy, mấy hôm đầu rất là vất vả, rất là khó khăn cho bà con. Nhưng vừa rồi cũng được, từ cái khó khăn trên thì cũng được các cái nhà hảo tâm, các nhà từ thiện quan tâm, thiện nguyện đến với địa bàn xã Nậm Khánh ủng hộ rất là nhiều với vật chất. Đấy, như là gạo, mì tôm, mắm muối, mì chính, vân vân, bánh kẹo, thứ nước uống cho bà con nhân dân. Từ đó thì bà con cũng rất là phấn khởi, nhận được cái sự quan tâm, ủng hộ của các nhà hảo tâm thì bà con rất là phấn khởi nhận hàng, và rồi cũng phải nói là cả về tiền mặt nữa. Nhưng hôm nay là cũng cái đoàn của mình cũng là tất cả các hộ đều được nhận cái phần quà của nồi cơm điện cũng như là cái bộ nồi inox rất là tốt ạ. Được biết, khi bão số 3 Yagi quét qua, các tuyến đường bị sạt lở liên tục khiến các thôn bị cô lập hoàn toàn, không điện nước, lương thực trong suốt 1 tuần ròng rã. Toàn bộ hoa màu, cây trồng bị mất trắng. Tại đây, chúng con đã chia sẻ 273 phần quà cho đồng bào, với mỗi phần quà bao gồm tiền mặt
1 triệu đồng, một bộ nồi 5 món, inox 430, đáy 3 lớp, một nồi cơm điện Comex 1.8L, mỗi phần trị giá 3 triệu đồng. Các anh, các chị ở xa thì thế, vùng cao thì khó khăn thì mang quà về tặng thì vui lắm rồi hôm nay. Nhất mùng, cảm ơn nhá. Có nhà thì cũng không có nhà để ở, phải di rời. Và có những hộ thì chắc cũng bị thiệt hại về các vườn quế này, vườn sắn, về ruộng lúa. Em cảm thấy là rất là vui ạ. Và em cũng rất là cảm ơn tất cả các chú, các cô chú đã tặng những phần quà ý nghĩa và rất là tình cảm, mang những tình cảm đến cho chúng em ạ. Sau khi hoàn thành thiện nguyện tại xã Nậm Khánh, đoàn trở về thị trấn Bắc Hà, tiếp tục hành trình về xã Lùng Cải, trao 500 phần quà cho bà con, gồm tiền mặt 500.000 đồng, một bộ đồ inox, inox 430 đáy 3 lớp, một nồi cơm điện Comex 1.8L, mỗi phần trị giá 2.500.000 đồng. Nơi đây cũng chịu ảnh hưởng bởi lũ quét, sạt lở, ảnh hưởng đi lại và đời sống bà con nơi đây. Cuối ngày, đoàn rời Bắc Hà, trở về Hà Nội, chuẩn bị 2 ngày từ thiện kế tiếp tại Lạng Sơn và Cao Bằng.